nam bằng hà tha chư Phật vậy. Palamet Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Palamet Bình Dương nha. Hello anh Minh. Cái hoa này nó bền ghê ha. Cái hoa này nó bền ghê ha. Bền. Bây giờ hết mưa rồi thì bây giờ Palamet sẽ làm hộ cậu. Nãy mưa chạy. Nãy mưa chạy. Đó. Thì hồi nãy là Palamet và phát hiện có một cái nấm nó rớt xuống đất, đi đá luôn mấy hai nha. Tại Palamet cũng hay nữa, đang quay. Chị, lúc đầu á, không, lúc đó là chưa nha. Em đi một vòng nè, em đi một vòng, em cập nhật mấy cái đèn này nè. Em đi ra đây, cái em đá trúng cái gì lan can, em mới lụm lên. Em mới lụm lên á, thì em thấy cái nấm, ủa, sao có cái nấm này sao giống nấm ly trà quá ta. Cái em mới mở mấy cái ly trà lên, tại lúc đó là ba cái ly trà nó ướp xuống. Em mở lên thì cái ly đầu tiên á, là nó bị mắc cái nấm đi, à, chết rồi, không biết là sao mà bị ai là làm vỡ đây. Cái lúc đó là chị Nhung chỉ chạy vào chị nói bà xã em là con nai nó làm bể cái nắp. Đúng rồi, bể cái nắp thì mình cũng không biết sao, thì mình nghĩ thì chỉ vào sớm chị cũng cập nhật cho mình thôi, mình cũng đâu biết ai đâu. Bây giờ chung mà vỡ thì báo anh Minh cũng thay cái nắp mới cho cậu liền. Yeah.
Mẫu anh kia đi anh ạ. Bình thường mà có gì đâu. Thì nắp hư thì mình hai nước khác đúng không? Ở trên đó.
cái đó cũng được, cái đó khô á. Cái đó đi anh, cái đó đó. Cái đó khô á. Cái đó đi anh. Chặt lại. Anh trai mượn cây dù. Tưởng vô đuổi ra chứ ai nhà anh vô anh mượn cây dù. Đó, em phải quay lại làm bằng chứng mới được nha. Trời ơi, chó. Chó mà nó còn đó, lạnh quá, lạnh quá. Lúc trước anh đi lên đã dựng á, đã dựng lúc này á, đã lúc này là cho mà coi mắt á. Thầy với là đi lên đó là ở trên đó là trưởng đi tu á. Gặp trạm đúng không? Gặp trạm đúng không? Thì cái hai con trộm đúng không? Nó dỗ chơi đi con đi lên này chùa chùa đã dỗ của núi Chi Lan Sơn á. Cái đó chuyện bên thầy có kể lại đó. Thì thầy đó là có thằng của mà em đã đi lên cái chỗ mà nằm với hai khẩu nằm không? Thì bên thầy có hẳn sẽ kể lại hai cái dấu mà nằm hiện tại bây giờ vẫn còn hương gian luôn. Thầy dấu dấu chừng khẩu ở đó vẫn còn luôn. Thì bên thầy đó là có hẳn đá mà làm sao có cái chừng khẩu đúng không? Đó mà thấy hẳn chiếc mấy người được chú kiến là bà nó nói sao chuyện là sao nó nói giống con két quá hiện tại bây giờ em mở ra cái video này nè thì mở ra liền luôn cái video có đâu video mà có video của anh quay mà còn luôn mà ừ phát hiện động trời. Anh Minh có một cái clip con chó nói tiếng người. Sư phụ ra không anh? Video của anh luôn hả? Video của anh mà đây nè. Rồi vô đi anh. Đây nè không? Rồi cho anh nằm ngang luôn. Để anh lấy cái điện thoại đúng không? Cho anh nằm ngang luôn đi anh. Ôi chạy gấp. Rồi nó là thật sự mà ừ kênh anh quảng cáo dữ anh Minh quảng cáo mà bà con quán không xem là đâu có tiền đâu. Rồi nè chỗ đó dựng nè phải không? Anh nằm ngang cho nằm ngang cho nằm ngang cho nằm ngang nhưng mà anh vậy phải bóc trên đây mới được. Cầm. Núi là núi gì? Núi cát hả? Đây là núi đá dựng. Đá dựng là nó sủa tiếng ngự hay nói tiếng ngự nè, đẹp ghê không? Đây nè cảnh đá dựng đẹp ghê không? Đá dựng trên đây nè chỗ đức thầy với đức ông ở ngoài cái cây này nè có dấu chân hổ luôn. Có ngoài... đâu thì giống chân hổ đâu cho em coi chứ giờ anh coi đó đi em coi ở đây này phải không? xong cái để em bấm đợi tới cái chỗ đó đây cho bà con xem nè. Lúc mấy anh em anh quay full mà nè đang đi xuống núi nè đúng không? Xả miếng đi, rồi tới đó đi cái đã. Để đợi lâu lắm. Chó đâu anh? Ừ, anh quay chóng mặt luôn á. Này đường chịu biết không anh? Không, lúc đó anh đâu có ai biết đâu. Để xả miếng. Đâu?
một tí xíu. Nó chọn nào chọn cái nhà cũng đa đúng không? Đó là mười mấy năm, cho nó mười mấy năm. Sổ, nó sổ này, nó sổ mà. À, mình đi. À, mười mấy rồi. Đi ra rồi đi vô đó anh. Đó, em nghe mấy người kêu luôn á, mà nói chưa kêu. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cúp này qua cúp kêu hả ta? Ồ, cúp này qua rồi quên. Cúp đầu đi. Đó. Vậy hả? Ồ. Sư phụ phụ. Thấy không? Sư phụ luôn thấy không? Chỗ ngàn luôn thấy không? Đó. Đó. Anh núp, anh núp trong chỗ ấy bộ. Đó, anh nè. Thấy không? Sư phụ chỗ ngàn luôn á. Cái lúc mãi, lúc sau á. À, đầu video. Này là đầu video. Đầu video là anh cắt một đoạn nhỏ qua trước thôi. Như trong nằm trong cái video phải không? Nhưng cắt một đoạn nhỏ thôi. Tại giờ mình không có thời gian để là cho bà con cô bác xem chứ. Là mà lâu chưa anh? Lâu rồi, năm gì năm mấy ha, 2 năm nay rồi. Không biết con chó đó còn không ha. Con chó đó còn vậy đó. Khi mà gặp nó muốn cho chó nó chạy. Em nghe nó kêu vậy. Chú phu phu. Ờ đúng rồi, chú phu phu. Đúng rồi. Kêu bình thường nghe. Bây giờ em kêu cũng giống nó rồi đó, chắc là em chuẩn bị hành nó luôn rồi. Ủa, anh kia cũng giống kìa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
mà báo đài chung là cắm cây cắm lên cắm lên cắm lên rồi chua có một cái lông cắm lên 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 là muốn thờ giặt giả mà muốn đi lên đó là phải trình cái gì đó cắm con cho lên đó. Mà ở trên đó thì linh tính lắm, có cái câu chuyện hay lắm, mình cũng dám mình biết về cái đó nhưng mà mình phải không có gánh, không dám phải. Ở trên núi là linh thiêng lắm, nghe quý chú chị cho nên là chỉ hai chú đi lên trên núi cái tu đó. Giờ chắc tạnh mưa chắc mình đi cắm nhang xung quanh ha. Đúng rồi, cắm nhang xung quanh. Giờ tạnh mưa rồi, thôi mình đi hấp nhang xung quanh đi. Chắc mình phải lấy cái đèn cày ha, đèn cày chung á. Thank you.
đang BR video. Mà cái video đó cũng hay ha, phải không anh? Sao giống không con? Con đi không? Đi hấp nhang. Đang đi đó. Mưa mấy ngày nay à, giặt đồ cũng khó khô nữa. Thì cũng phải từ từ con. Ê, đi trước thì phải xa hơn. Hả? Bữa giờ con rầy bự thôi. Đúng rồi, đúng rồi, nó ăn lá. Nhưng mà con đạp nó không có cái cọng lá nào hết trơn vậy. Làm gì, con đạp nó hả? Đạp nó không có cọng lá nào. Ủa, đạp nó làm chi, mang tội. Nó không có cọng lá nào hết trơn vậy. Đừng đạp nó nha. Ủa, nó đi được rồi, đừng đạp nó. Đạp nó là mình sát sanh. Đúng không? Mình đừng có giết nó. Mày không cho ghi hình nha. Không giờ tôi ghi hình á. Không sợ là nắp gian gì nói vậy. Nhiều, tại vì nhiều có nhiều cái thành phần nó về căng á. Dữ lắm. Nhiều thành phần về căng dữ dằn về quậy kêu dữ lắm. Đó, cho nên là tôi sợ bị một số bà con bác là hiểu á thì cũng nói gì. Nhưng mà ta không hiểu á thì người ta lại là lầm tưởng là mèo. Có ghi nào mà coi YouTube của chú mà làm hết không? Không. Chứ mèo có coi của ai không? Có coi của chú nào không? Coi của cô Hảo Hoài. Vậy hả? À vậy hả? Con thấy hình của con cô chưa? Con thấy hình của con cô chưa? Em đi núi không? Ừ, con của cô á. Nói chung là đi một lần là phải 7 ngày. Anh nghe nói núi cát là có cái mỏ giống một núi cát đúng không? Đúng rồi, núi cát. Anh gọi là núi cát. Nhưng mà có một ông cát nữa. Giống cái gian không cát luôn. Đi đâu anh cũng quay rồi. Rồi xưa đi quay núi dữ dằn lắm mà. Em có tin là anh giái ở trên núi mà ông hổ là ông để máu không thì tôi rất mắc thầy chú đi chung đoàn là anh mấy là hai người nó hỏi thấy mà anh miệng giái nha, miệng giái xong rồi không có để lại thì chỉ tưởng như là anh lên anh nói giờ đến đây. Còn đúng một cây luôn á. Đúng một cây. Vậy là mình đốt mình lên nhạc sĩ soạn giả Diễn Châu. Hôm qua là cũng có soạn giả với họ con năm nha. Soạn giả Hoàng Song Việt. Hoàng Song anh. Hoàng Song Việt đúng rồi.
Nay đang chờ mình kìa. Nay đang chờ mình kìa. Ơi con nay bị què rồi. Đó. Kìa đó. Con nay nó bị trùng đuôi. Bị què bị ai chọi nó què giòn. Ai chọi nó rồi. Nó mà chỉ nhắc đi trời, nó khóa nó bị không bể giòn. Tiếp giòn kìa. Là có cọp anh. Ờ nó bị cái giò chạy máu. Ê, chạy máu kìa. Ngay chỗ ở dưới giò. Bị bú, cảm ơn. Bị bú. Bị bú không? Anh bị bú nè, cái chân bị bú nè. Bị liếm kìa, liếm kìa. À, uống những gì nó cái chân bị bú của anh kia đó thấy không? Đó. À, bị bú. Bị bú. Chứ đây là bị con cọp trời. Bú đạo quá hả ta? Sao kỳ á? Ừ, phát hiện con nai bị bú đi cà nhắc thấy tội nghiệp kìa. Mà đi có mình ha, chắc đi không lợi bày quá. Đó, đi không lợi bày gì đi một mình nè. Lợi bày thì nó có tất nhiên chứ không. Nhà nó đi chỗ cũ à, để mình đi ra đây. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi, là tội thế kìa. Ở Đồng Tháp có núi không anh? Anh Minh ơi, ở Đồng Tháp có núi không? Dạ. Thì chứ ở Bình Dương có núi nha. Mà em nghĩ sao nè, sau này những cái câu sấm dạ của thầy đó, sau này lâu dài nó lồi ra đó, hiện ra đó. Giống như những lời tiên tri đúng không? Ừ, những lời tiên tri luôn. Nó cũng gấp rút uống cái gì á. Đó anh, hôm hở em nói anh tranh gò của bác bác nhạc sĩ nè. Nhạc sĩ Trung Hiếu. Nhạc sĩ Tà Quang Trung. Nam Mô Di Đà Phật. Lê Trung Hiếu. Thường nhạc sĩ ha, nhạc sĩ họ khác nhưng mà lấy bút danh là cái họ khác ha. Bây giờ ở dưới miền Tây. Nam Mô Di Đà Phật. Rất là lớn đúng không anh? Trời ơi. Mấy mèo ơi, sao con lột hết tem rồi? Rồi bây giờ các anh em sẽ đi về. Giờ là cũng cấm hết hơn. Nhà thơ hả? Thanh Tùng. Hơi qua đỏ đó anh. Hình như mưa hả anh ơi? Rồi đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô, chú, anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô, chú, anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.